Xin chào mọi người. Đây là Hàn Quốc. Lúc này là 7 giờ tối và rất là lạnh. 11 độ. Nhưng mà chúng mình vẫn mặc áo Việt Nam ở đây. Ok. Thì hôm nay sẽ là trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Phúc không về Việt Nam được, không về Bali được, nên là đã ở đây xem bóng đá cùng với cả các bạn Hàn Quốc ở đây. Thì tí nữa mình và anh Bi sẽ có hẹn một bác Hàn Quốc ở đây để xem cùng, và một số người bạn Hàn Quốc ở đây, người Việt Nam ở bên này nhá. Ok, thì chúng ta sẽ có trận đấu cực kỳ hay. Và bây giờ chúng mình đang trở về khách sạn của mình. Tí nữa sẽ xem hiệp 1 trên khách sạn, hiệp 2 thì sẽ xem một quán bia để xem nhé các bạn nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn nhé, lạnh quá. Ok. Oh. Unbelievable. Yeah. Như vậy là tỷ số là 1-0. Di mạnh. Mr. Hu mới đến cổ vũ Việt Nam và Yes, tuyệt vời quá. Chúng ta đang thắng 1-0 các bạn ơi. Chúng mình đang xem phòng tại Hàn Quốc các bạn nhé. Bạn Tiến Lưu này vừa mới ở từ rất xa, cách chúng mình khoảng tầm 60 cây, vừa đến đây để xem chúng mình luôn. Tuyệt vời. Ok, mình vừa cho Mr. Hu một chiếc áo Việt Nam. Ok. Yes, now Việt Nam. Để cổ vũ cho nó máu hơn. I made one goal. Goal! 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 Ok. Đồ nhắm chúng ta có đây. Có ngô này. Có một số thứ. Rồi, mạng lại có rồi. Giờ mất mạng nên là quay cho anh em. Đây, tôi đang xem Việt Nam thi đấu các bạn nha. Kỳ vui. Bây giờ là phút thứ 21 rồi. Đấy, các bạn thấy không? Ở nước ngoài mọi người xem bóng đá kiểu khác. Rất là kiểu khổ không có TV để xem cái thứ đâu. Nhưng mà tình yêu bóng đá của các bạn nước ngoài rất tuyệt vời. Bạn Tiến này là sinh viên bên này. Còn Mr. Gu là một người bạn của mình. Ok, như vậy là hết 1 các bạn ơi. Yes. Hey, Vietnam. 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 Bây giờ chúng mình sẽ rời ra ngoài để có thể là vừa ăn vừa xem các bạn nhá. Thêm một bạn nữa của mình tí nữa sẽ ra. Chúng mình sẽ ra ngoài ngồi cho nó không khí hơn trong phòng. Ok. Ok. Yeah. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ vào cái quán bia ngay bên cạnh khách sạn để có thể là ngồi ăn và xem bóng đá cho nó máu nhá. Nãy giờ là nhịn đói chưa ăn gì, chỉ để đợi mọi người đến để tập trung đi xem bóng đá thôi. Ok. Hay là ngồi ngoài nhỉ? Mọi người ơi, vừa mới ra một chút thôi. This time we're gonna go Vietnam 2, Indonesia 0. Lại là Hùng Dũng. Oh, yes. Sao là Hùng Dũng solo kinh nhỉ? Hùng Dũng hôm nay gôn đâu nhỉ? 100% penalty. Yes. 100% penalty. Oh, very good. Yeah, amazing. Chúng ta cùng xem quả penalty nhé. I love him. Vietnam 2 Indonesia 0. Đi. Wow. Yeah. Hay quá anh em ơi. Hai nháy rồi, 2-0 rồi. Tuyệt vời. Một cảm xúc rất tuyệt vời chúng ta lúc này. Hay quá đấy bạn thấy không? Gọi bóng đi nào. Okay. Chai bia khoảng tầm 500ml trong một chai. Bia Scat của Hàn Quốc các bạn nha. Đấy, ok. Xem bóng đá và uống bia này rất tuyệt. Đi đâu bạn thắng nữa. Let's go, one more goal. Đi yeah. Rồi. Chủ bóng hay quá các bạn ơi. Xuất xa tốt ghê luôn. Xuất xa tốt mà. Biết trái luôn á. Đấy các bạn thấy không, xem bóng đá từ nước ngoài nó cũng vui như này đấy. Lâu lâu rồi mình cảm giác này. Mọi khi thì mình toàn trên sân bóng, các bạn nhớ không? Mình toàn ở sân bóng, mình toàn đứng dưới sân để có thể quay đội tuyển Việt Nam thi đấu. Nhưng mà hôm nay thì mình lại ngồi ở nơi rất xa xôi, ở nước Hàn Quốc. Đây, ăn bỏng ngô và xem bóng đá, uống bia. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Oh my god, các bạn ơi, 3-0. Yo. Không phải tin nổi. Có là mơ tôi cũng tin một tỷ số là như vậy. Tôi là mơ tôi cũng tin nổi là Việt Nam có thể ghi 3 bàn chóng vánh như vậy. Indonesia hơi sơ rồi. Vietnam 3 Indonesia 0 3. Indo hơi sơ rồi. Lại thêm món các bạn ơi. Không chỉ có nồi lẩu siêu cay cho Thái Lan và Indonesia, chúng ta thì còn có thêm một đây, thêm một đĩa gà siêu cay, siêu khổng lồ nữa. Chúng mình đang phải bắt mạng lại để xem. Vừa xong là xem một tí đã bị mất sập mạng. Mà linh đai liên tục các bạn ạ. Cứ xem một tí linh lại bị đai, thế mới đau. Đứng mà xem lậu quá khác.
cảm giác nhiều là xem ngoài hàng Anh nhỉ. phải lách lách các kiểu là điểu luôn. Như vậy thì số thua là 3-1. Và của Penalty xong chúng mình phải xem đi xem lại mấy lần chỗ khác, tức là mấy trang phải chuyển mấy trang để xem được quả Penalty các bạn. Ok, chiến thắng tuyệt vời từ Việt Nam, tuyệt vời của anh em ơi. Yeah, yeah. Việt Nam fighting. Yeah. Number 1. Đi báo rồi các bạn ơi, đi báo đi, đi báo chưa? Yeah. Ok, bây giờ chúng mình sẽ rời khỏi quán gà. Oh, quán gà, quán bia. Sorry, uống bia say rồi. Yo. Lúc này ở Hàn Quốc rất là lạnh, nhiệt độ là 11 độ C các bạn nhé. Mình ra ngoài cửa chụp hay là chụp trong? Ra ngoài sảnh chụp ảnh các bạn nhé. Thật sự là rất là vui, rất là tuyệt vời luôn. Một ngày tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. Chúng ta có một chiến thắng 3-1. Suýt nữa là 4-1 nhưng mà thật sự rất là vui. Chúng mình sẽ làm tấm ảnh ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này, bye bye cả nhà.